Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh thiết bị điều khiển. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái tủ bên mình lắp theo yêu cầu của khách, đó là tủ bảo vệ mắc pha nguồn điện tổng 30 ngựa thì khoảng tầm 25 kW. Đó. Thì đây là tổng quan về tủ. Thì bên ngoài tủ bên mình sẽ lắp đặt ở cái vỏ tủ là kích thước là 400 x 500 x 220. Rồi với các đèn báo pha, đèn báo trạng thái chạy, đèn báo trạng thái lỗi, công nút nhấn bật tắt. Đó, đây là chìa khóa. Rồi mọi người sẽ xem tủ. Tủ thì nó có vị trí này để mọi người mở ra và mọi người luồn dây từ dưới vào. Rồi vỏ tủ nó sẽ như vậy thôi. Này, mình sẽ quay kỹ các bên cho các bạn xem. Tủ này là tủ dày 1,5 ly, tôn rất là dày. Rồi đây là phía trong tủ. Thì phía trong tủ bên mình sẽ lắp đặt là sử dụng một cái MCCB để đóng ngắt cái nguồn điện tổng của cái tủ này và một cái contactor 65A để đóng ngắt cái tải là 25 kW, đây là công suất tối đa của cái hệ thống. Cái CB mình sử dụng là CB 50A, loại CB khối. Đó. Và bộ chống mắc pha đảo pha Xibagger. Thì cái bộ này nó sẽ có chức năng là chống mắc pha, đảo pha, khi xảy ra mắc pha hoặc là bị sai thứ tự pha thì cái thiết bị này nó sẽ lập tức nó ngắt cái nguồn điện để nó ngắt nguồn điện điều khiển, để nó bảo vệ, để nó ngắt nguồn điện điều khiển và nó nhả cái contactor ra. Cái contactor này nó sẽ không cấp điện ra ngoài nữa. Đây là đường ra contactor. Khi mà contactor nhả ra thì sẽ không có điện ra và nó bảo vệ các động cơ ở phía sau cái hệ thống này. Đó. Còn phía bên này mình sẽ đấu các vị trí như N là dây trung tính, L1, L2, L3 là ba nguồn điện ba pha vào. Thì mọi người cần đấu đúng thứ tự pha của điện lực. Đây, ví dụ như đây là CB của điện lực đưa xuống. Thì đây sẽ là pha L1. Chúng ta sẽ đưa đúng vào dây L1. Tương tự như L2 thì chúng ta đưa qua L2 và L3 cũng vậy. Và đây là đường ra ba pha. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật nguồn điện tổng lên và mình sẽ test cho các bạn xem. Đây là bộ nguồn ba pha của mình. Đó, khi bật lên thì nó sẽ cấp điện ba pha ra đây. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật CB nguồn lên. Đây, mình sẽ bật CB nguồn lên. Khi mình bật CB nguồn lên thì ba đèn báo pha phía ngoài này nó sẽ sáng lên. Đó, mọi người sẽ thấy đèn báo pha sẽ sáng lên. Và mọi người sẽ xem giúp mình trong tủ. Đây, trên cái bộ Xibagger này, nếu mà nó báo đèn xanh như thế này thì là chúng ta đã cấp đủ ba pha nguồn vào và đúng thứ tự pha. Khi đó thì chúng ta có thể bật tắt cái tủ này một cách đơn giản bằng cách nhấn nút bật thì nó sẽ chạy và nó sẽ cấp điện ra. Đây là nó cấp điện ra. Mọi người sẽ thấy đây, mọi người sẽ thấy công tắc lượng hút. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt đi. Đó. Mình sẽ bật lại. Đây, khi công tắc lượng hút xuống như vậy. Nó hút xuống như vậy là nó đã cấp điện ra ở đầu ra này rồi. Ở đây nó đã có điện ra. Thì mọi người đấu cái hệ thống quạt hay là máy bơm động cơ từ đây ra, từ cái T1, T2, T3 này ra, thì cái hệ thống điện này nó đã được bảo vệ mắc pha. Đó, mọi người sẽ xem giúp mình là đây là đèn báo pha, đèn báo là hoạt động là đang ok nha. Đó, phía ngoài này nó sẽ báo là đèn báo trạng thái chạy, đèn báo trạng thái chạy đang hoạt động. Bây giờ mình sẽ ví dụ trường hợp điện lực nó bị sự cố, nó mắc một pha, mình sẽ đây là ba pha, đây là CB ba tép tương ứng với ba pha. Bây giờ mình sẽ gạt đi một pha, mình gạt pha C đi. Pha C trên hệ thống đã mắc, lập tức nó nhặt tắt cái đèn chạy là nó nhả khởi động từ ra và đèn báo lỗi đã sáng lên. Đó, khi đèn báo lỗi sáng lên thì cái contactor này nó đã nhả ra, nó không hút nữa, thì phía tải đằng sau nó sẽ không có điện để hoạt động. Nếu mà bình thường hệ thống mà mọi người không có cái bảo vệ mắc pha này thì cái pha C mắc này, mắc pha C này, pha thứ ba này, hai pha kia vẫn còn thì động cơ vẫn quay với cái độ lệch pha là một pha bị lệch, mắc một pha
thì động cơ quay nó sẽ không đều, nó dẫn đến cháy cuộn dây đó. Và khi mất pha thì trên cái thiết bị Easy Burger này nó sẽ báo một cái đèn, đây là đèn đỏ, đây Easy Burger báo đèn đỏ, đây là đèn báo trạng thái mất pha đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật lại pha đấy cho mọi người xem. Rồi đó, mọi người có thể thấy khi mà bật lại pha đủ 3 pha, đủ 3 pha, 3 CP pha đều bật thì cái này nó sẽ chuyển qua đèn xanh và nó cho phép chúng ta, nó cho phép chúng ta chạy lại bật lại để chạy đó. Mọi người có thể thấy chạy lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test bớt pha B đi, pha thứ hai. Rồi đây là đây, do nó sáng mờ nhưng mà mọi người sẽ xem đây là nó bật, nó nhảy qua đèn báo lỗi, nó đã nhả khởi động từ ra. Và mọi người tiếp tục xem giúp mình là trong tủ này nó báo đèn đỏ và công tắc tơ nó lập tức nhả ra tiếp. Đây nó đã nhả rồi, mọi người có thấy nó nhả ra rồi, không có nguồn điện để hoạt động nên là hệ thống nó luôn được bảo vệ một cách là tốt nhất, giảm thiểu cái rủi ro. Vậy trong cái trường hợp thiết bị nó đang báo lỗi, nó bị mất pha báo lỗi thì chúng ta có thể bật chạy được không? Xin câu trả lời là không. Đó, mình sẽ nhấn bật nhưng mà sẽ không bao giờ có tác dụng gì cả. Mọi người thấy nhấn bật không tác dụng, hai nút nhấn không hoạt động được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật lại 3 pha đủ, mình sẽ bật CP lên lại cho nó lên 3 pha. Rồi, đèn báo lỗi đã tắt đi. Khi đó chúng ta có thể bật hệ thống lên được. Rồi, nhấn nút bật thì nó sẽ bật lên. Đèn chạy nó đã sáng, điện đã ra hoạt động. Thì hệ thống đang hoạt động bình thường. Chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta muốn làm thế nào? Chúng ta không cần phải dập CP nguồn. Đó. Bình thường thì mọi người không có cái tủ này, không có hệ thống này. Khi chúng ta muốn tắt điện đi, chúng ta phải gạt CP này. Đó, chúng ta gạt đi chúng ta mới tắt được cái nguồn điện ra. Còn hiện tại cái tủ này thì không cần phải như vậy. Chúng ta cứ bật CP lên. Bấm chạy. Bật là nó đang chạy. Chúng ta muốn tắt nguồn điện ra đi, chỉ cần chúng ta nhấn nút tắt là xong. Là như vậy là nó sẽ không có nguồn điện ra nữa. Đó, chỉ thao tác là bật và tắt, bật và tắt. Chỉ trường hợp nào đủ 3 pha đèn báo lỗi này không sáng lên thì chúng ta mới có thể là chúng ta mới bật tắt được. Còn trường hợp mà mất pha, đây ví dụ mình sẽ tắt đi, tắt đi, bây giờ mình sẽ mất pha, mất pha và mình bật sẽ không được và tắt cũng không được, hai nút nhấn sẽ không hoạt động đó. Rồi ví dụ trường hợp tiếp theo, mọi người đang bật hệ thống lên đó, hệ thống đang chạy bình thường, đang cấp điện ra nhưng có một sự cố nào đó cả hệ thống đều tắt đi đó. Giờ mình sẽ tắt toàn bộ 3 CP lên, toàn bộ hệ thống đã tắt đi, mất hết điện toàn bộ luôn. Ví dụ đây là trường hợp mà mất hết 3 pha, mất điện đó, thì cái tủ này nó sẽ tắt hết toàn bộ luôn. Vậy khi có điện trở lại thì tủ nó sẽ hoạt động như thế nào? Bây giờ mình sẽ bật hết 3 pha lên. Rồi, khi mà bật 3 pha lên thì cái thiết bị này nó sẽ kiểm tra thử là hệ thống đã có bị đủ 3 pha hay không. Và nếu mà nó đủ 3 pha thì nó sẽ tắt đèn báo lỗi này. Nếu nó bị lệch pha, mất pha thì nó sẽ sáng đèn báo lỗi này lên. Ngoài ra thì trước đó hệ thống đang chạy nhưng mà mất điện, mất hết toàn bộ điện, có điện lại thì hệ thống nó sẽ tắt hết đi, nó chờ chúng ta kích hoạt cái lệnh bật lại thì nó mới bật, chứ không, nó không có lưu cái trạng thái ví dụ như trước đó mất điện, chúng ta đang bật mà mất điện hết toàn bộ và sau đó có điện lại thì nó, nếu mà bật lại hết toàn bộ đồng thời thì sẽ gây quá tải cái hệ thống của chúng ta. Cái này nó sẽ giúp chúng ta là bật khi mà chúng ta tắt bớt tải để chúng ta khởi động hệ thống lên một cách nhẹ nhàng, không gây hại cho cái hệ thống điện chúng ta nhiều. Đó, sau khi có điện lại thì chúng ta sẽ bật lại nút này thì hệ thống nó sẽ cấp điện ra. Đó, mọi người có thể thấy cái tủ này nó hoạt động rất là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại rất là cao. Rồi, rồi vừa qua mình đã giới thiệu được các bạn tủ bảo vệ mất pha công suất là 25 kW. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại bên mình bên dưới để bên mình hỗ trợ và
lắp đặt cái tủ này cho mọi người. Rồi, thân ái chào tạm biệt mọi người.